danh Hải Thúy Nga tiết lộ về khả năng đặc biệt của ca sĩ Kim Ngân. Từ ca sĩ được nhiều người yêu mến, Kim Ngân sau đó phải sống trong cảnh lang thang gần 30 năm trên đất Mỹ khiến nhiều người xót xa. Nhiều nghệ sĩ hải ngoại đã chung tay giúp đỡ nữ ca sĩ, trong đó có danh hài Thúy Nga. Dù vướng tin đồn không hay, nhưng Thúy Nga vẫn kiên trì ở cạnh Kim Ngân, giúp đưa cựu ca sĩ về nơi ở mới an toàn hơn. Trên kênh YouTube, Thúy Nga chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại của Kim Ngân đã khá hơn. Kim Ngân đã chịu tắm rửa sạch sẽ, mặc đầm và không còn đi lang thang nhiều như trước. Trong clip, Thúy Nga mua tặng Kim Ngân nhiều quà tặng từ ba lô đến cốc uống nước. Đồng thời, nữ danh hài chia sẻ về khả năng đặc biệt của đàn chị. Chị Kim Ngân là thầy phán xem bói chính xác như mọi người. Lần đầu tiên chị gặp mình, chị phán đôi mắt gì buồn bị, rồi nói tôi khổ tình lắm phải không? Rất đúng nha. Lần vừa rồi, chị gặp ông áo vàng, về gặp mình, cái chị phán, ông này nhiều vợ à mà hai, mỗi nơi rải một bà. Cái hôm nay có chút rảnh coi mấy clip người ta nói, cái tôi thấy đúng ghê. Ai rảnh coi lướt lại clip sau khi Thúy Nga đi show về gặp cái chỉ phán cúc trên xe về ông Nguyên cục vàng à. Còn nhiều đoạn ca sĩ Kim Ngân phán về cô nữa, mà tại lúc đầu tôi vô tư quá hỏng có tin. Tưởng chỉ nói theo kiểu người bị bệnh, mấy hôm nay rảnh coi lại mấy tập cũ mới phát hiện Kim Ngân tỉnh và sâu sắc, sắc sảo hơn tôi nhiều. Là tại vì cuộc đời chị vấp ngã nhiều nên chị tinh tế hơn Nga, mà bị cái Nga phổi bò quá, Nga không nghe và tin những gì chị nói thôi. Kim Ngân là thầy bói thứ thiệt nha cả nhà. Kim Ngân từng nổi danh những năm thập niên 80 nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng và lối trình diễn sôi động, lôi cuốn. Ở giai đoạn đó, Kim Ngân còn mở một trung tâm âm nhạc mang tên mình với quy mô khá lớn. Nhưng khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Ngân lại sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả khiến cô dần bị giới nghệ sĩ xa lánh và bị loại khỏi thị trường âm nhạc tại hải ngoại. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của cô cũng gặp đổ vỡ khi chia tay chồng và mất quyền nuôi con. Những biến cố trượt dài của cuộc sống khiến Kim Ngân dần hóa điên và đi lang thang ngoài đường, quanh các con phố của người Việt tại California, Mỹ để xin ăn. Thi thoảng, cô tỏ ra hung dữ và chửi bới mọi người một cách vô cớ.